You know me. I wear my heart on my sleeve. And whatever it is you grow up to be, I'll pull out all the stops to see you achieve. Anything you set your mind to, just believe in your heart and let it guide you. And every time your heart beats, I feel it too. There's a rhythm, a bond between me and you. It makes no sound and it can be seen. But as sure as the sun sets, the longer we live, the stronger it gets. Chào các bạn, welcome to Phoenix Nest. Mình là Phụng, các bạn có khỏe không? Hôm nay trong video lần này mình muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm làm sao có thể học tiếng Anh. Trong thời gian qua có vài bạn đã nhắn tin riêng với Phụng và hỏi là các bạn đang có em bé nhỏ ở nhà và không có tiện để đi đến trường học để học Anh văn, cho nên làm sao mình có thể học và nói tiếng Anh. Mình không phải là người sinh ở bên đây, dĩ nhiên là khi mà mình di cư đến một cái đất nước nào đó, mình vẫn còn mang cái phát âm của người Việt của mình. Cho nên mà các bạn muốn phát âm thật là chuẩn thì cái đó mình nghĩ là cái đó là cần thời gian. Và nhưng mà nếu mà các bạn muốn học tiếng Anh tại nhà mà không cần phải đi đến trường vì không có thời gian, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình cho các bạn nha. Ok, ready? Let's get started. Tip thứ nhất, kinh nghiệm thứ nhất mà mình muốn nói đến đây là những bài hát thiếu nhi. Trong những bài hát tiếng Anh đó, mình có thể hát theo, sing along với nó. Những cái nó hay có những cái subtitle bằng tiếng Anh, cho nên bạn có thể hát theo rất là dễ dàng. Bạn cứ bấm vô là YouTube rồi click baby song là nó sẽ hiện lên một dọc, và các bạn có thể lựa những cái nào cho mà bạn thích và có thể hát chung với con của mình. Những cái bài này các bạn có thấy không, nó có mấy cái subtitle ở phía dưới, bạn có thể hát theo. Và vì bài hát thiếu nhi lúc nào nó cũng có những cái ca từ rất là đơn giản, dễ hiểu nhất, dễ đọc nhất, và cái phát âm của nó cũng rất là dễ, mình cứ học theo, thế là hai mẹ con cùng học rồi. Toes, knees and toes, head, shoulder, knees and toes, eyes and ears and mouth and nose, head, shoulder, knees and toes, Kinh nghiệm thứ hai đó là karaoke. Với những bài hát mà bạn yêu thích, dĩ nhiên là nếu mà bạn hát những bài hát bạn yêu thích, nó sẽ dễ hát hơn. Tại mình thích quá, lúc nào mình cũng nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại, tới khi mình thuộc thì thôi. Thì bây giờ mình cũng nghe đi nghe lại, nhưng mà với những cái lời bài hát, lyrics ở dưới, và mình cố bắt chước theo cái phát âm của họ, cái giọng của họ, thì đó là một cách mình có thể học tiếng Anh, đúng không? Nhưng mà các bạn nhớ ghi là có lyrics. Lyrics là lời bài hát ở phía dưới để các bạn có thể hát theo. Mình thì mình thuộc bài này luôn rồi, không cần lyrics nữa. Oh my god, I love this song. You are my fire, the one desire, believe. When I say I want it that way. Ok. Đó là tip thứ hai của mình, sing along karaoke. Và tip thứ ba, kinh nghiệm thứ ba của mình là ra đường nói chuyện với người, với mọi người, với hàng xóm của bạn. Why not? Nếu mà bạn đang sống ở Mỹ, ở những nước ngoài thì cái đó là quá dễ dàng. Khi mà dắt con mình đi ra ngoài tản bộ, gặp hàng xóm thì cứ hi, hello, họ sẽ không ngại nói chuyện với bạn, thì bạn cũng đừng ngại nói chuyện với họ. Mình phải học từ những người bản xứ thì mình mới có thể nói chuyện như người ta, đúng không? Bạn cứ nói đi, đừng có ngại gì hết. Cứ bring you out to the people. Mình cứ bring mình out. Nếu mà bạn cứ mắc cỡ như vậy thì tiếng Anh của mình mãi mãi sẽ không bao giờ mà giỏi được đâu. Bạn cứ nói đi. Họ rất là willing, họ rất là friendly, rất là nice, họ sẽ giúp cho bạn. Mình tin là như vậy, tại mình đã từng ra ngoài và mình gặp tất cả mọi người, ai mình cũng friendly, mình cũng say hi rồi.
bất cứ cái gì hết, mình có thể have a short conversation, bạn cứ nói đi không sao hết. Còn nếu mà bạn không có nhiều hàng xóm xung quanh và ít khi mà thấy họ thì bạn có thể đi chợ, đi những cái chợ mà mình vô trong đó mình gặp những cái người đang đi chợ chung với mình, nếu mà mình gặp người nào đó thì mình cứ, hoặc là nhân viên ở trong chợ, mình có thể have a short conversation, giống như là mình nói hi excuse me, can you show me where that one is, hay là có thể chỉ cho tôi cái chỗ nào để kiếm cái này thì không, mình có thể have a short conversation, hoặc là can you show me what it is, mình bạn có thể cho mình biết cái này là cái gì không, rồi hoặc là bạn nói oh what kind of milk you think is the best for the baby. Nếu mà những người bán ở đó thì họ dĩ nhiên họ biết những cái công dụng của những cái món hàng ở đó. Chỉ cần có một cái short conversation với người ta thì bạn sẽ học rất là nhiều. Khi mà bạn nghe những người đó nói chuyện thì bạn cố gắng tập theo cái cách họ phát âm như vậy, mình cứ từ từ bắt chước theo họ thì mình nghĩ bạn sẽ giỏi lên thôi, đúng không nào? Nhớ nha, đừng có mắc cỡ, đừng có ngại, cứ bring you out to the people and talk to them, you'll be better. Nếu mà bạn không phải sang sống ở bên nước ngoài, bạn đang sống ở Việt Nam, làm sao mình có thể nói chuyện với những người mà có thể nói được giọng đó? Thì mình thấy dạo này ở Việt Nam mình á, có rất là nhiều người Tây du lịch, nhưng mà các bạn cũng phải chú ý là khi mà mình đi tới cái chỗ gọi là bùi viện, mình đi tới cái bùi viện đó thì nó không có phải là nhiều người nói tiếng Anh nhiều. Họ nhìn Tây nhưng mà họ không phải là những cái vùng người nói tiếng Anh, như là họ từ Pháp hay Đức hay Tây Ban Nha. Những người đó thì tiếng Anh của họ phát âm không phải là tiếng Anh, cho nên các bạn phải lưu ý, phải nhớ điều này. Nhưng mà cứ nói chuyện đi, tại vì tiếng Anh bây giờ là ngôn ngữ được nói nhiều và rất là thông dụng trên thế giới, cho nên ai rồi cũng sẽ có một chút xíu cái vốn liếng tiếng Anh để được đi du lịch nước ngoài, đúng không? Và tiếng người Việt mình thì rất rất là friendly, mình cứ hãy lại chào hỏi người ta. Và dĩ nhiên bạn không biết tiếng của họ, họ không biết tiếng Việt của mình, chỉ có một cái là tiếng Anh mình mới có thể nói chuyện được và giao tiếp được với những người như vậy, đúng không? Còn nếu mà bạn may mắn gặp được nhiều người Mỹ đi du lịch thì Mỹ hoặc là Anh hoặc là Úc, cố gắng nói chuyện với họ, rồi mình nghĩ là họ rất là friendly vì họ đã đi du lịch, thì những cái lúc đó họ sẽ muốn tiếp xúc với người dân bản địa, bản xứ Việt Nam mình, cứ nói chuyện với họ, họ sẽ willing to teach mình. Kinh nghiệm thứ tư, tip thứ tư là nếu mà bạn ngại, bạn không muốn ra ngoài nói chuyện với người ta, bạn vẫn còn ngại quá, thì cái tip kế tiếp của mình là nói chuyện như cái điện thoại của bạn. Mình nghĩ là thời buổi bây giờ ai cũng có một cái smartphone, một cái điện thoại, không phải iPhone, Samsung thì cũng có một điện thoại smartphone để mà có thể chơi Internet, Facebook, Instagram, YouTube, đúng không nào? Thì hầu hết tất cả các smartphone bây giờ đều có cái hệ thống, một cái system để trả lời. Ví dụ như là iPhone thì có Siri, còn Samsung thì có gì mình không biết. Mình xài iPhone thôi. Thì khi mà bạn có thể nói chuyện được, phát âm làm sao để nói chuyện được với Siri ở trong máy á, thì lúc đó bạn biết tiếng Anh của bạn đã khá hơn rất nhiều rồi. Khi mà hồi xưa mà mới có cái Siri này, nhiều khi mình nói Siri nó không hiểu mình đang nói gì. Để coi bây giờ nó có hiểu mình đang nói gì không nha. Hi Siri. Hi Phoenix. How are you? I'm fine. Thanks for asking. What's the weather today? It should be nice today. Up to 71 degrees. Do you know Shiba Inu? Here's some information. Thank you Siri. You're welcome. Mình đang hỏi cái phone của mình, cái laptop, MacBook của mình, nó cũng có Siri trong đó, nó đúng nghe. Đó, các bạn cứ không, nếu mà ngại nói chuyện với con người thì nói chuyện với máy. Tại vì cái máy mình được lập trình cũng khá là tốt bây giờ, thì nếu mà chưa có đủ tự tin để nói chuyện với người ngoài thì phone, laptop là bạn thân.
Nghiệm thứ năm, tip thứ năm, cái này rất rất là thông dụng, cái này rất là basic luôn, là bạn nên, mình nghĩ là nếu mà bạn có thời gian thì bạn nên học từ 5 cho tới 10 từ vựng vocabulary một ngày. Vì khi mà nếu mà bạn muốn nói chuyện, nếu mà bạn chỉ nói là ồ tôi chỉ muốn học giao tiếp tiếng Anh, tôi không có muốn học nhiều về ngữ pháp hay là nhiều từ quá, tôi không có nhớ nổi, tôi không có nhớ được nhiều từ vựng. Nhưng mà nếu mà bạn muốn nói chuyện với người ta thì nếu mà mình không có biết nhiều về từ vựng thì làm sao mình có thể giao tiếp được với người ta? Hi, how are you? Are you okay? Được mấy từ đó rồi khi mà họ thấy mình nói chuyện họ thích quá cái mà họ nói được thêm mấy cái chủ đề khác, lúc đó mình cứ hả? Thì mình muốn nói về cái gì thì mình Phụng khuyên là các bạn hãy nên học từ 5 cho tới 10 từ vựng mỗi ngày. Ví dụ như bạn thích đồ ăn, bạn thích ăn uống thì mình học những cái từ về ăn uống, ví dụ như là restaurant, ví dụ như là những cái tên của những món đồ ăn là hamburger, beef steak, lasagna, spaghetti. Nhiều khi á mình nói mình biết cái đó là cái gì, ví dụ như là steak Việt Nam mình là bít tết, cũng rất là gần, nhưng mà mình không có dùng, mình không có nói đúng thì người ta sẽ không hiểu mình đang nói gì. Cho nên mình nghĩ là nếu mà bạn học, bạn ghi xuống những cái đó, người ta hay có câu là viết sao đọc vậy, cái đó cũng rất là đúng. Nhiều khi mình thấy những cái từ mới nó dài thòn như vậy là mình cứ đọc theo cái chữ đó, những cái từ phiên âm đó, rồi mình cứ học tới học lui. Hôm nay mình học được 5 chữ, ngày mai mình học 7 chữ, 8 chữ, ngày mốt mình học 3 chữ, 1 chữ cũng được. Miễn là ngày nào mình có một cái chữ mới nó vô thì cái vốn từ tiếng Anh của mình nó sẽ lên. Hoặc là nếu mà bạn coi phim hay là bài hát nào đó, những cái chữ đó mình không biết mà mình thích bài hát đó quá, thích bộ phim đó quá, mình muốn biết cho bằng được thì mình cứ học những cái từ mà mình thấy trên đó, mình cứ ghi xuống, mình nhớ cái này nhớ rồi. Đó là một cách học mà rất là dễ nhớ, đúng không? Nếu mà bạn là người thích đi du lịch thì mình biết chắc chắn là những cái vốn từ vựng là mình phải học thêm, tại vì bạn sẽ không có muốn lạc. Đi lạc thì nó vui, nhưng mà nếu mà đi lạc lâu quá thì sẽ mệt. Cho nên nếu mà bạn gặp người bản xứ ở đó, bạn nói chuyện tiếng Anh, nhiều khi người ta nói những cái mà ú à ú ớ một cái là không biết là còn lạc hơn nữa. Cho nên thích đi du lịch, thích ăn uống những cái đồ mới, biết tiếng Anh là tốt nhất. Kinh nghiệm thứ 6, tip thứ 6 này mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là xem phim. Hồi nãy là bạn sing along, hát karaoke với lại bài hát mà bạn thích, còn bây giờ là xem phim mà bạn thích. Hầu như tất cả phim nào cũng có phụ đề subtitle tiếng Anh hết á. Phim Mỹ, phim Hàn Quốc, phim Hồng Kông, thậm chí bây giờ những cái show truyền hình, những cái phim Việt Nam của mình đều có subtitle tiếng Anh ở dưới nữa. Mình thấy những cái show TV ở trên ở Việt Nam á, bây giờ họ cũng có nhiều cái subtitle ở tiếng Anh ở dưới. Có nhiều từ không có thông dụng lắm, họ xài đúng từ, nhưng mà thật sự nếu mà bạn sống ở đây thì mình thấy cái từ đó họ thật sự là không phải nói như vậy, không thông dụng lắm, nhưng mà họ có subtitle cũng rất là tốt. Bạn không thích coi phim Mỹ, bạn không thích coi phim Việt Nam, Hàn Quốc, phim Hàn Quốc bây giờ nó cũng có subtitle ở trên Netflix, Hulu đều có subtitle, even thậm chí ở trên YouTube nó cũng có subtitle. Cho nên thích coi phim, subtitle ở dưới, ban đầu mình sẽ rất là khó chịu, mình cứ phải đọc tiếng Anh. Nhưng mà sau này thì bạn sẽ quen rồi, lúc đó bạn mới thấy là cái từ vốn từ tiếng Anh của bạn nó càng ngày nó càng tiến bộ lên, nó càng nhiều hơn, bạn mới nhận ra là mình đã học tiếng Anh trong những bộ phim mà mình coi, những bộ phim mà mình ưa thích, đúng không? Đó là cái tip thứ 6. Tip thứ 7 là kinh nghiệm thứ 7 này là mình khuyên các bạn nên đọc những bản news, tin tức trên TV, ở trên những tờ báo tiếng Anh, hoặc là lên YouTube coi. Nếu mà bạn không có những cái kênh nước ngoài, những cái kênh ở bên Mỹ, những cái tờ báo tiếng Anh đó, thì các bạn cứ lên YouTube
dành cho những bạn không thích hát, không thích ca, không thích phim, thì bạn lên YouTube, bạn bấm là cái news ngày hôm nay như thế nào. Những cái news đó chắc chắn là sẽ có những cái subtitle phụ đề tiếng Anh ở dưới. Bạn nghe. Hồi đó đó, khi mà mình đi học tiếng Anh ở Việt Nam, lúc đó mình rất là tự tin, mình nghĩ là ồ, tiếng Anh của mình cũng khá là giỏi khi mà mình học tiếng Anh như vậy, đúng không? Thì thầy cô trong đó cũng là thầy cô bên Mỹ, phát âm của họ là phát âm giọng Mỹ. Mình tự tin lắm. Nhưng mà khi mà mình có những cái lớp listening á, cái này là quan trọng, là họ mở radio lên để coi coi cái listening skill của mình như thế nào, thì lúc đó mình mới biết là mình bị điếc, không hiểu gì hết luôn. Tại vì thứ nhất, news nó không phải là hát, nó không phải bài hát, nó không có vô mình thích hát thôi. News thật là khủng khiếp, nghe cái giọng cứ lên xuống, khó nghe. News là cách nói chuyện, không phải là hát. Hát thì nó cũng hát từ từ, còn news thì nói hơi bị khá nhanh, cho nên rất là khó cho mình. Rồi cộng với lại nói ở trên radio, nói ở trong cái máy nó sẽ khó hơn là hát hoặc là nói trực tiếp với người ta. Cho nên lúc đó mình mới giật mình là trời ơi, mình không hiểu gì người ta đang nói gì hết ở trong TV, không hiểu gì hết ở trong cái radio, chết tôi rồi. Thì mình khuyên các bạn, nếu mà các bạn có coi news thì mình nên coi với lại có subtitle ở dưới, mình sẽ học rất là nhiều tiếng Anh. Đó là những tip, những cái kinh nghiệm của mình cho các bạn nào không có thời gian đi học ở trường lớp, phải ở nhà coi con, và muốn improve, muốn cho cái skill phát âm, skill giao tiếp communication, skill phát âm accent, skill giao tiếp communication và listening skill của bạn được improve, được tiến bộ hơn, thì những cái 7 cái tip, những cái kinh nghiệm hồi nãy của mình nghĩ là có thể giúp cho bạn rất là nhiều. Mình biết là những cái tip này nó rất là, hình như là rất là nhiều người nói về những cái tip này. Hồi đó mình đi học thì cũng được thầy cô dạy cho những cái tip. Và những cái tip mà mình mới chia sẻ là mình có add thêm những cái mà nhiều cái mà kinh nghiệm của mình khi mà ở nhà để coi con trong thời gian không thể đi ra đường đi học được. Hy vọng các bạn thích video lần này về chia sẻ làm sao học tiếng Anh khi mà phải có em bé nhỏ coi ở nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe YouTube Phoenix Nest của mình nha. Vì mình sẽ có nhiều cái video sắp ra và rất là hay để chia sẻ với các bạn nữa đó. Cảm ơn các bạn. See you next time. Bye bye.